Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 3, Triển lãm Quốc tế Việt Build Hà Nội 2024 đã được khai mạc. Đây là sự kiện diễn ra thường niên nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân được trao đổi, tìm hiểu về lĩnh vực xây dựng. Tại triển lãm lần này có thể thấy, nhu cầu của người dân về các vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường là rất lớn. Triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2024 về xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất lần này đã thu hút được sự tham gia của gần 1.500 gian hàng với tiêu chí hội nhập công nghệ đỉnh cao. Những sản phẩm được giới thiệu trưng bày tại triển lãm đều là sản phẩm mới, phục vụ cho các ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, xanh, sạch, đẹp và an toàn, đảm bảo các giải pháp xanh và môi trường tốt cho cộng đồng xã hội. Nhiều dòng sản phẩm kỹ thuật số, công nghệ số, sản phẩm xanh, sản phẩm an toàn, sản phẩm tái tạo và tuần hoàn phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và toàn thế giới hiện nay. Hệ cửa thông minh được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng ngôi nhà hiện đại. Với những tính năng vượt trội như tiết kiệm điện năng, giảm phát thải trong khâu sản xuất, các sản phẩm cửa này không chỉ ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn giúp bảo vệ môi trường sống. Các sản phẩm đa dạng từ cửa điều khiển bằng giọng nói, kính đổi màu, vách trượt dọc phù hợp với nhiều không gian sống và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Đối với những sản phẩm như của chúng tôi là những sản phẩm rất là thân thiện với con người mà thường xuyên sử dụng. Nên là cái việc mà chúng tôi có một cái định hướng lâu dài trong cái việc là những cái sản phẩm thông minh để phục vụ cái tiện ích của người dùng. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng hướng tới cái công nghệ xanh và tiết kiệm năng lượng để mà đảm bảo cho cái người sử dụng về mặt lâu dài và bền vững cho các công trình cũng như cho sức khỏe của người sử dụng. Có thể hiểu được vì sao vật liệu xây dựng xanh lại ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các công trình như vậy, bởi nó đáp ứng các tiêu chí nhưng không độc hại, có hàm lượng tái chế cao, tiết kiệm tài nguyên, vòng đời sử dụng cao và đặc biệt nhờ được làm từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường, nên các loại vật liệu xanh luôn an toàn cho sức khỏe con người dù sử dụng trong một thời gian dài.